Thật nhìn vạn vật Tại sao Phật giáo thường dùng con mắt để biểu thị cấp độ của tu hành chẳng hạn như một người đã đắc được thiên nhãn thông nhục nhãn thông và Phật nhãn thông Tại sao lại dùng con mắt để biểu thị thông qua những pháp tu đặc biệt sẽ giúp con người thay đổi sau khi tu hành theo những phương pháp chính thống sẽ đắc được giác ngộ viên mãn một số người còn có xá lợi phật sau khi hòa táng những điều nhiệm màu trong phật giáo không chỉ là đặt đến xá lợi phật mà nhiều người còn có khả năng dự đoán tương lai vô cùng mạnh mẽ có người đắc được thiên nhãn thông lậu tận thông đó chính là ngũ nhãn lục thông sau khi tu hành khả năng của chúng ta sẽ vượt quá tầm nhận thức của con người ví dụ thế giới quan của chúng ta sẽ được nâng cao trước đây chúng ta chỉ quanh quẩn với những điều trong cuộc sống như kiếm tiền chăm sóc gia đình ăn uống ngủ nghỉ và sinh con sau khi tu tập nhiều hơn chúng ta sẽ thấy rằng đó không phải là tất cả ví dụ chúng ta nhận thấy nhiều người xung quanh và người làng đang không có cơm ăn chúng ta sẽ biết tìm cách tìm ra nguồn viện trợ và giúp đỡ những người nghèo đói đây là một thay đổi của thế giới quan đó chính là con mắt hoặc là tầm nhìn của tinh thần trong Phật giáo truyền thống ở Nepal, <laughs> Ấn Độ và Tây Tạng cổ đại, thường vẽ một đôi mắt trên bảo tháp. Đôi mắt đó vừa giống mắt người và vừa có một chút giống mắt của Phật. Tại sao lại vẽ mắt? Nó có ý nghĩa là nhìn thế giới bằng đôi mắt của Phật đôi mắt của phật là đôi mắt như thế nào là đôi mắt của từ bi đại ái quan tâm và che chở đôi mắt sẽ thể hiện rằng người này có yêu người kia hay không một số người rất có kinh nghiệm chỉ cần nhìn ánh mắt là biết hai người có yêu nhau hay không nếu một người phụ nữ mà thích một người đàn ông, mắt của cô ấy sẽ dán vào anh ấy. Đó là lực hút, nó mạnh giống như lực hấp dẫn vậy. Mắt của họ sẽ dán vào đối phương. Bất luận kết quả là như thế nào, nhưng lúc này cô ấy đang bị thu hút. Đôi mắt của Đại Từ Đại Bi giống như tình yêu thương của mẹ dành cho con. Chúng ta đều là con của Đức Phật đôi mắt từ bi của ngài luôn ở xung quanh chúng ta mọi lúc mọi nơi ngay cả những khi chúng ta ngủ ngài nhìn mọi hành vi thể chất và mọi hành vi tinh thần của chúng ta nhìn vào mọi tư duy mọi suy nghĩ của chúng ta có những người sáng thức dậy là lập tức nghĩ xem mình sẽ lừa ai một số khác thì nghĩ về việc mình sẽ niệm Phật sau khi thức dậy vào buổi sáng. Một số khác lại nghĩ đến việc sẽ làm đại lễ bái, đảnh lễ Phật tổ. Đức Phật luôn nhìn vào thế giới tinh thần và nhìn vào ý niệm của chúng ta. Đó là lý do tại sao việc tu hành của Phật giáo thường biểu thị bằng con mắt đó là những cấp độ khác nhau khi chúng ta nhìn thế giới vì vậy mong các vị đệ tử hãy nhớ rằng chúng ta không chỉ nhìn thế giới mà còn phải biết nhìn lại chính mình sau khi tu hành một số người luôn chỉ trích người khác không tốt mà không biết nhìn lại chính mình tinh thần và thế giới quan của chúng ta sẽ quyết định cảnh giới tu hành của chúng ta Hãy Và tưởng tượng rằng quý, quý vị đang đứng khoảng khoảng ở độ cao 5.000m so với mặt đất. Lúc đó nhìn vào thế giới, quý vị có còn phiền não nữa không? Khi đứng ở trên cao nhìn xuống dưới, chúng ta sẽ cảm thấy thật là nhẹ nhõm, tự tại. Phía dưới là nơi mà ngày hôm qua đã cãi vã. Nếu nhìn từ đỉnh núi cao 1.000 mét, quý vị sẽ thấy ngôi nhà mà hôm qua mình cãi nhau trong đó. Nó thật là nhỏ bé. Ngôi nhà còn nhỏ đến thế thì người cãi nhau ở trong ngôi nhà đó còn nhỏ bé hơn nhiều. Sau đó, quý vị sẽ nhận ra rằng cuộc cãi vã của ngày hôm qua thật là vô nghĩa. Là do chính mình cố tình cãi vã và tự tạo cho mình phiền não trong cảnh giới của tu hành chúng ta phải biết đứng ở điểm cao mới có thể nhìn xa trông rộng càng tu nhiều cảnh giới tinh thần của chúng ta càng cao hơn lúc đó chúng ta sẽ có cái nhìn bao quát hơn về thế giới nghĩa là chúng ta sẽ có một tầm nhìn cao và bao la hơn mắt của phật là gì là con mắt tu hành của phật pháp sau khi tu hành phật pháp quý vị có thể nhìn thấy quá khứ hoặc tương lai cũng như sự thay đổi của bản thân và thế giới thật là thần kỳ đúng không một số thầy bói có thể làm được điều này huống chi là đức phật tôi nhớ là thuở nhỏ tôi có một người bạn anh bạn đó rất nghịch ngợm và có bạn gái từ năm 14 hay 15 tuổi gì đó. Tôi đã rất khó chịu về điều này vì lúc đó tôi không tìm được bạn gái. Một hôm, chúng tôi đang đi bộ qua một khu rừng nhỏ thì gặp một ông lão có bộ râu dài. Ông lão gọi chúng tôi lại gần và nói, anh bạn trẻ này có tướng tốt. Chúng tôi không biết là ông lão đang nói ai. Nghe thấy tướng tốt, chúng tôi dừng lại hỏi xem ông lão đang nói ai. Người bạn đứng cạnh tôi họ Trương, anh ấy nói, chắc chắn là ông lão đang nói tôi vì tôi đẹp trai. Anh ấy hỏi ông lão, có phải là ông đang nói về cháu không ạ? À? Ông lão nói, thôi được rồi, ta sẽ nói vài điều với cháu. Gần đây cháu quan tâm điều gì nhất? Cháu muốn tìm vợ à? Tìm vợ, cháu ít tuổi như vậy mà đã tính đường vợ con rồi à? Ông lão nhìn mặt và nhìn lòng bàn tay của anh Trương rồi nói, sẽ khó tìm vợ đó. Anh Trương nói, ông xem bói kiểu gì vậy? Ông hỏi bạn cháu xem là cháu đã có bạn gái chưa nào? Ông lão hỏi tôi, tôi trả lời, đúng là anh ấy đã có bạn gái rồi à? Điều này làm cháu khó chịu lắm mà ông lão nói với tôi cháu đừng vội buồn cháu tìm bạn gái dễ hơn anh bạn đó nhiều nghe vậy tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều thôi đừng khen diễu tôi nữa anh trương nói với ông lão cháu nói cho ông biết là bây giờ cháu đang có bạn gái rồi đấy ạ à. Ông lão nói: "Bây giờ cháu chỉ là một đứa trẻ, cháu chưa thể hiểu được, chẳng qua là bây giờ cháu đang thích con gái, cháu tặng người ta cái kẹo, người ta tặng lại chiếc khăn tay mà thôi. Cháu vẫn còn quá nhỏ để biết thế nào là bạn gái thực sự và thế nào là vợ chồng." Để tôi nói kết quả cho quý vị nghe nhé. Anh ấy bằng tuổi tôi, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có vợ. Suốt từ 15 đến 25 tuổi, anh ấy cứ yêu đương hẹn hò rồi lại chia tay. Khi anh ấy già đi thì việc tìm được một người bạn đời quả là điều rất khó. Thầy bói còn có thể đoán được số phận của người khác như vậy. Đôi mắt của Phật có thể nhìn thấy tất cả thành tựu trong tương lai của mọi người. Bao gồm một người sẽ phú quý hay nghèo nàn, tính cách hôn nhân, con cái sẽ như thế nào. Tương lai có mấy người con trai hoặc có mấy người con gái. Ngoài ra, Đức Phật còn biết tất cả các kiếp sau của mọi người. Vì vậy, tầm nhìn trí tuệ của Đức Phật không chỉ nhìn thấu thế giới tự nhiên rộng lớn, mà giống như đang nhìn vào bản đồ vậy. Cũng giống như khi nhìn xuống mặt đất từ độ cao của máy bay, chúng ta không chỉ nhìn thấy một thành phố mà còn nhìn thấy môi trường xung quanh đó. Đôi mắt của Đức Phật không chỉ nhìn thấy hiện tại mà còn nhìn thấy 50 hoặc 100 năm của tương lai sẽ ra sao. Những gì mà ngài nhìn thấy là siêu việt thời gian và không gian. Đôi mắt của Đức Phật chính là đôi mắt của từ bi. Ngài có thể nhìn siêu việt thời gian, không gian, hiểu thấu chân tướng. Ngài nhắc nhở chúng ta phải thường xuyên tự nhìn lại mình và quán chiếu nội tâm của bản thân.